Mến chào cô chú, anh chị em và các bạn đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Cô chú, anh chị em và các bạn ơi, hôm nay cuối tuần, gia đình mình đi chợ Đại Thành ở San Jose nha. Cô chú, anh chị mình biết rồi đó, ở San Jose thì người Việt mình đông lắm. Thành ra là gia đình mình cũng hay đi xuống đây đi chợ, chủ yếu là mua những cái món ăn, đồ ăn Việt Nam của mình á. Thì gia đình mình á, thì thích ăn đồ ăn Việt Nam lắm cô chú, anh chị. Thì thường á, Phượng đi chợ Đại Thành hoài à. Chợ Đại Thành bán nhiều đồ ăn Việt Nam, ngon, rẻ ha. Giờ thì cũng mời cô chú anh chị cùng Phượng với Sang Giống bà và gia đình mình đi chợ Đại Thành nha. Cô Vinh không đi hả con? Dạ. Thôi ô, bắt lại cổng nữa kìa. Không cổ nổi. Dạ. Dạ. Nó lấy cái xe bỏ lên. Mời cô chú anh chị em và các bạn cùng đi chợ với gia đình mình nha. Lấy một chiếc nữa đây. Rồi lên, lên luôn. Rồi. Nước tương 1 đồng 59 sen. Mình lấy mấy chai đi ha. Ăn 6 đồng chai. Đâu có mắm đâu. Chắc là bỏ ra Phượng ơi, để hai cái đó nó chặt cứng à. Thì cái này là của này mùi tàu tàu, có tàu tàu nhiều quá ha. Mua lấy bịch đó hả? Ở lấy bịch đó hả? Hay là lấy cái táo dài này ngon hơn nè. Không nhiều. Táo dài này ngon nè. Nhiều phao đây. Nó à, 6 đồng 99 phao á. 5 đồng mấy vậy á, 5 4 đồng. Ôi có xoài nữa kìa, mua xoài đi. Xoài gì? Xoài đây nè. Xoài này hả? Ừ. Xoài nó cũng có xoài ngon nè. Ngon quá trời, mua quá chừng. Cái này được không ạ? Được. Cái này đi ha. Nó kệ đi, muốn ăn thì mua đi. Trà là nữa kìa, hôm nay có trà là nữa mẹ. Muốn ăn trà là không? Trà là 4 đồng 99 nè, là 5 đồng. Trà là còn rẻ hơn táo. Trà là còn rẻ hơn táo nữa cô chú anh chị. Chắc táo đầu mùa thành ra mất. Trà bún tươi nè. Được không? Dạ. Dưới này cũng ngon nè. Dưới này với cái cọng lên 3 đồng 19 sen. Chào cô, chào quá. Trà bi đó. Đồng mấy hôm nay cố bởi cố mua cái cây cải, được cây cải ngon. Cho mày bỏ cây cải vô đi con. Có rau muống. Rau muốn nhiều phao mà. Đồng 69 sen phao. Mùa hè rau muống rẻ nè, đồng 69 sen phao, cái này về bào. Ngon. Cái ngọt cộng bự thôi mà không có cái ngọt cộng nhỏ. Để dưới đây cho. Cải trắng dài đồng 69 sen sao. Bắp chuối 2 đồng 49 sen cao cô chú anh chị. Ngày cuối tuần mọi người đi chợ đông quá chừng. Đậu bắp 3 đồng 69 sen cao, dĩa này 2 đồng mấy. Lấy dĩa đậu bắp này mà. Để anh Bảo cho anh Bảo, cho anh Bảo hạt luôn. Rồi anh xếp hàng đi anh. Nay chợ đông quá cô chú anh chị em. Đừng con đừng la ầm sùm ồn ào con. Nãy ba mua cho con rồi đó. Giờ mình ra xếp hàng tính tiền ra về nè. Mấy trái bí này nhớ nhà mình không? Bí vừa chản luôn. Nước ghẹ là nước gì?
biết đâu để nước nghệ mà nước nghệ chứ lộn nước nghệ nước nghệ này là nghệ người ta xay ra bán cái nước mà cô chú anh chị của Việt Nam mình nhập qua ha. Thường thường ở chợ Đại Thành phần thấy cái hiệu cây dừa này nè họ bán rẻ ha cô chú anh chị, gạo cũng vậy đó, gạo hiệu cây dừa bán rẻ hơn. Từ nó mới về á, ở mì 19 nè, mì chín á, cái từ này là mới về nè, cái mới khoai từ có 2 đồng 99 cái rồi cô chú anh chị. Sáp nhà mình còn mua cái cũ hay là mua cái nè, mua cái cục cũng rẻ. Cũng vậy hai chỉ cũng được. Trứng bắc thảo. Từ nhỏ nó hay ăn cháo trứng bắc thảo. Thôi đó. Nước nghệ á. Mẹ, hôm nay có hành lá sắc luôn nè mẹ. Hành lá cắt 3 đồng 29 sen một hũ vậy nè cô chú anh chị. Này của Việt Nam mình nhập qua ha. Hành lá sắc luôn. Một hũ vậy là 400 gram á anh. Có hũ nhỏ đó kìa. Đây là có hũ nhỏ đó nè. Hành đông đá luôn cô chú anh chị. Cái gì cũng có sẵn hết trơn ha. Nè, xả nè. Xả đông đá luôn. Xả đông đá, xả bầm đông đá là 1 đồng 49 sen cho 1 túi ha. Còn cái gốc xả cũng có luôn nè cô chú anh chị. Gốc xả họ bán 1 đồng 39 sen nè. Trời ơi quá trời rẻ luôn. Rẻ quá ha. Cái này là ớt hiểm nè cô chú anh chị. Ớt hiểm tươi đông lạnh ha. Cái này là ớt ớt kêu bằng ớt chim ỉa đó. Họ bán một bịch về là 1 đồng 19 sen túi à. Rẻ quá chừng ha. Nội lượng Thái Lan ha. Cái bịch phú à. Mua trái này nè. Mua trái lớn hả? Cũng được. Đây nè. À, pha lan Nhật 1 đồng 29 sen sao. Thường thường thì Phượng thấy ở chợ Đại Thành đó, pha lan họ bán rẻ ha. Dưa gan nè cô chú anh chị, dưa gan 1 đồng 89 sen sao ha. Trái này lớn nha. Lấy trái nhỏ hay trái nhỏ? Trái này mềm mềm. Nó chín mềm lắm. Cái này là kiếm dưa sống không có rồi đó, giờ kiếm dưa chín thôi. Đốt cho nó mềm phải không? Hết hồn. Ghê quá chừng luôn cô chú anh chị, có 1 đồng 89 sen phao à. Ờ mua cà tím đi mẹ. Đây đến hết cả mình mới về luôn á. Bắp nếp 2 đồng 49 sen cái. Còn mấy đứa cần phải mua bắp cà lá. Dạ. Cái loại này ăn cũng được mình nè. Thử được chưa? Hay là cái này 3 bịch đi. Con lấy 2 bịch được rồi. Móc được. Một cái thì cái này về ngon, nó luộc lại nó mới ngon. Nó bốc quế rồi nè. Bà nội đang lựa thịt. Bữa nay mít rẻ hay sao mà người ta mua người nào cũng hút cái mít cái mít. Nội mua bánh dừa. Bánh dừa nhân đậu nhân chuối. Cái này là bánh bánh chuối nếp nướng nè cô chú anh chị. Cái này mình khỏi cần làm ha. Ở chợ họ bán một cái cây bánh chuối nếp nướng này là 2 đồng 49 sen cho 4 cái nha cô chú anh chị. Cái này cũng nhiều hơn đó hả? Nhà mình còn bánh chuối. Còn bánh chuối hả? Bây giờ mua một xe đi, ra trả tiền. Dùng qua xe này. Đâu có mua trứng dơ, cái trứng đó là trứng lộn đó nha.
nè, mắm Thái đu đủ nè cô chú anh chị, của Việt Nam mình nhập qua một củ như là 5 đồng 99, rồi mắm đu đủ cái lòng 79 sen nha. Loại này là tương hột nè cô chú anh chị, tương hột loại này cô cũng thích ăn lắm, mua về mình chưng rồi ăn ngon ha. Qua bên đây là thế giới mắm luôn nè, đủ thứ lắm, mắm cá linh nè, mấy cái này là Việt Nam mình nhập qua ha. Này mắm gì đây, mắm y gì đó, rồi mắm cá sặc không xương nữa nè, cà pháo nữa nè cô chú anh chị, cà pháo muối ha. Còn cái này là củ kiệu, củ kiệu Việt Nam ngâm chua. Ở đây là cái này là cái gì, củ hủ dừa đó, củ hủ dừa ngâm chua luôn nè. Cái này là bồn bồn, bồn bồn ngâm chua. Rồi này là măng sợi. Ủa anh đây là có măng, măng măng nguyên củ luôn. Như bồn bồn đó cũng ngon đó nè. Xương có 1 đồng 69 sen một bịch phao chứ. Đây là cái hàng mà đồ đông lạnh đó cô chú anh chị, chả giò hải sản đông lạnh. Chả giò tôm cua đông lạnh luôn nè. Bánh ướt nè, bánh ướt tôm nè, 4 đồng 99 cái. Hoành Thánh, Hoành Thánh như tôm, Hoành Thánh tôm 5 đồng 39. Bánh bánh xếp hẹ nè. Ồ, cái này là mới à, không ra mình đi mình không thấy ha. Nó cạo xíu mại đó, ba đủ thứ luôn đó. 5 đồng 99 ba cái, muốn thử một cái không? Mua về sáng ăn sáng. 6 đồng. 20 cục. Cái kia là cái gì vậy? Ba muối kia là chắc bột không quá? Bột không á. Như có cái này được nè, cái này mua được nè. Cái này là gì? Há cảo nè. Há cảo với lại cái này là gì đây? Xíu mại tôm nè. Cảo là 5 đồng 99. Xíu mại tôm là cũng 5 đồng 99 luôn. 6 đồng cái đó, này mua về ăn được chứ sao. Cái này họ làm sẵn luôn nè cô chú anh chị. Cái này để coi ở đâu đây. Chắc cái này của Việt Nam mình ha, Việt Nam mình nhập qua bán. Rồi cái này, cũng nghĩ cái này thì cái này ăn cũng có thịt, có tôm đầy đủ trong đó đó. Không biết cái này gì, mèo mèo đây. Mèo. Đây là của Việt Nam mình nhập qua thôi chứ anh chị. Lấy tay vô nha, thường nha. Bánh tiêu nè. Bánh tiêu 2 cái là 2 đồng 89 sen 2 cái. Còn này là bánh tiêu sầu riêng nè, bữa hổm mua về ăn cũng được. Bánh tiêu nhân sầu riêng. Bánh tiêu nhân sầu riêng là 2 đồng 89 sen. Bánh chuối chiên. Chuối chiên họ bán sẵn luôn nè cô chú anh chị. Chuối chiên để mình coi coi, 1 đồng 79 sen 2 cái. Bánh bao nữa, đủ thứ hết. Bánh bao nhân đậu đỏ, bánh bao nhân thịt ha. Để mình tính tiền ra về cô chú anh chị ơi. Năm nước mắm này một chai nước. Thank you.
hai cuối tuần chợ đông quá chừng. Video chia sẻ của gia đình mình đến đây xin tạm dừng nha. Phượng cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Ăn Tánh Kali trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn xem kênh thấy kênh của mình chia sẻ hay, hữu ích, hãy cho mình một cái like nhé, một cái đăng ký kênh nè. Và đừng quên ấn cái chuông bên phải nha, để mỗi khi mà kênh Ăn Tánh Kali post video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình Ăn Tánh Kali xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe nè, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha. Bye bye. Thank you. Yeah.